Theo Bộ Công Thương dùng đồng bằng sông Cửu Long, có nhiều nhóm ngành hàng đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu hơn 1 tỷ đô la Mỹ như trái cây, lúa gạo và thủy sản. Theo ước tính năm nay, tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước vẫn duy trì mức trên 8 triệu tấn, trong đó riêng dùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ đóng góp khoảng 7 triệu 600 ngàn tấn. Những con số thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, dùng đồng bằng sông Cửu Long đang đóng góp khoảng 31% GDP toàn ngành nông nghiệp với khoảng 50% sản lượng lúa, 95% lượng gạo xuất khẩu, 65% sản lượng thủy sản nuôi, khai thác, 60% lượng cá xuất khẩu và sắp xỉ 70% trái cây các loại. Trong số các địa phương có sản lượng nuôi, khai thác thủy hải sản, cung ứng cho thị trường toàn cầu, tập trung hầu hết tại dùng đồng bằng sông Cửu Long với chính địa phương. Mặc dù dùng đồng bằng sông Cửu Cửu Long đang nắm giữ thế mạnh, lợi thế, nhưng kinh tế của dùng được nhìn nhận chưa phát triển, xứng với tiềm năng. Theo Bộ Công Thương, để dùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển xứng tầm, thì một trong những giải pháp quan trọng là thúc đẩy liên kết dùng trong xúc tiến thương mại và xuất nhập khẩu nhằm quy tụ và tối ưu các nguồn lực của các địa phương trong dùng phục vụ phát triển bền vững.